Cộng đồng mạng quốc tế cười ra nước mắt với YouTuber nước ngoài đi lạc vào nhà dân Việt Nam và cái kết bất ngờ. Great Việt Nam xin chào các bạn! Bàn về kinh tế, công nghệ thì có thể Việt Nam chúng ta không đọ được với nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng có một điểm mà chắc chắn chúng ta sẽ ngẩng cao đầu tự hào với thế giới. Đó là thái độ niềm nở, hiếu khách, luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người khác ở đây không chỉ nói riêng với người Việt Nam mà đối với du khách quốc tế, Việt Nam vẫn dùng tất cả sự chân thành để đón tiếp. Để chứng minh cho nhận định này, mời các bạn xem ví dụ thực tế về sự mến khách của đất nước chúng ta. Có một anh chàng YouTuber nước ngoài có tên là Ban and Bike Group. Sau khi thực hiện chuyến hành trình của mình tại miền Bắc Việt Nam, thì mới đây trong chuyến hành trình của mình, anh chàng lại tiếp tục khám phá miền Trung và miền Nam Việt Nam. Nhìn vào lượt view khủng của kênh YouTube này thì có thể thấy độ uy tín của anh chàng đối với cư dân mạng quốc tế là không phải dạng vừa đâu. Trong chuyến đi lần này, anh YouTuber có ghé qua Lào tại vùng biên giới Việt Lào. Sau đó, anh đã cùng với những người bạn của mình ghé thăm những thành phố tuyệt đẹp của Việt Nam như Nha Trang hay thành phố Hồ Chí Minh. Với mỗi nơi đặt chân tới, anh chàng đều có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và đáng nhớ. Đó không chỉ là món ăn ngon, những trải nghiệm thú vị hay những danh lam thắng cảnh đẹp, mà đó còn là tình cảm mà người dân Việt Nam dành cho người đàn ông ngoại quốc này. Cụ thể, trong chuyến du lịch đến thành phố Hồ Chí Minh, nam YouTuber đã vô tình lạc vào nhà của một gia đình đang trong bữa cơm. Ban đầu anh chàng tưởng đây là một quán nhậu nhỏ hoặc quán ăn địa phương, nhưng thực ra đây chỉ đơn thuần là nhà dân mà thôi. Không khí vui vẻ của gia đình này khiến anh tưởng rằng đây là quán ăn. Sự nhầm lẫn đáng yêu này dẫn đến một câu chuyện đáng yêu khác. Anh chàng Tây được gia đình Việt mời vào bữa ăn, mời anh cụng bia cùng họ. Bạn đoán xem điều gì đã xảy ra? Có phải hai ba rô không? Ai chả, nếu bạn đoán như vậy thì bạn là người Việt Nam đích thực, vô cùng thân thiện và mến khách. Anh Tây đã nhập hội cùng gia đình và họ đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ. Sau khi dùng bữa, anh Tây ngỏ ý muốn gửi tiền cơm cho gia đình. Nhưng với tính cách giỏi lời mến khách của người Việt Nam thì đời nào mà họ nhận tiền bữa cơm. Họ coi anh Tây như một người bạn và kiên quyết từ chối số tiền được trả. Sau khi rời đi, anh Tây đã vô cùng ngạc nhiên và thốt lên rằng "Wow, đây đúng là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà tôi đã có trong chuyến hành trình của mình." Được nhậu cùng một gia đình Việt Nam thì xem như anh đã trải nghiệm 50% văn hóa Việt Nam rồi. Nói đây là một chuyến đi đáng nhớ cũng không hề sai. Sau khi video này được anh YouTuber đăng tải, đã có một loạt phản ứng tích cực bùng nổ. Rất nhiều người nước ngoài đã kể lại những câu chuyện rằng người Việt Nam đã thân thiện, nhiệt tình và đối xử tốt với họ như thế nào. Có một người kể lại rằng, lần đó tôi đã thuê một chiếc xe máy và có chuyến đi xuyên Việt, nhưng xui rủi làm sao mà tôi lại tông vào một đám cưới mà họ đang chuẩn bị. Tất nhiên, bất ngờ một điều là họ không trách móc hay yêu cầu tôi bồi thường gì cả, mà mọi người xúm lại chỉ để hỏi rằng tôi có bị thương không, sau đó họ mời tôi ở lại dự tiệc cưới. Đó là một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Một cư dân mạng cũng bày tỏ sự yêu mến với con người Việt Nam thông qua trải nghiệm của chính bản thân mình. Người này kể, khi tôi ở Hà Nội, tôi đã thực hiện một chuyến tham quan ẩm thực đường phố. Người hướng dẫn có đưa chúng tôi vào một quán bar địa phương, có một quý ông lớn tuổi đã mời chúng tôi đến bàn của họ và chia sẻ đồ ăn nhẹ trên bàn của họ cho chúng tôi. Chúng tôi không nói được tiếng Việt và họ không nói được tiếng Anh, nên những gì chúng tôi có thể làm là bắt tay và mỉm cười, nhưng điều này thật sự thú vị. Đó, bạn thấy không, ai nói ngôn ngữ là rào cản cơ chứ? Bạn không biết ngôn ngữ của tôi cũng không biết ngôn ngữ của bạn, nhưng chúng ta mỉm cười khi gặp nhau và đối đãi với nhau bằng tất cả sự chân thành. Có đôi lúc, ngôn ngữ không phải là sự kết nối duy nhất, mà sự kết nối này đến từ thành ý và lòng nhiệt tình. Theo du khách quốc tế, Việt Nam là đất nước đã vượt qua được những hậu quả nặng nề của chiến tranh, để giờ đây luôn sẵn sàng mở rộng cửa để chào đón bạn bè bốn phương. Sự thân thiện, tốt bụng và quan tâm của người dân khiến bất cứ ai khi đến đây cũng đều cảm thấy thoải mái và ấm áp. Việt Nam cũng là đất nước đặc biệt an toàn, khiến nơi này trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất dành cho khách đi du lịch một mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Great Việt Nam hiện đang cảm thấy vô cùng tự hào vì sự mến khách của đất nước mình. Còn bạn thấy sao? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trao đổi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.